Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đây là cái khiển nha. Cái khiển của cái con Tech C2 cả nhà ha. Rất là mới cả nhà ha. Đó. Và đây là cuốn sách catalog ha của con C2. Đây là khiển và sách của con C2 ha, vừa mới về. Đây cả nhà, đây. Đó, cassette C2 cả nhà ha. Một trong những cái đầu cassette mà cho chất âm rất là dày. Và giá của nó thì phù hợp với cái chi phí mình bỏ ra thì là chất âm của nó là đáng để nghe. Đây là con C2 cả nhà ha. Con C2 đã được bên em cân chỉnh ha. Hoạt động hoàn hảo. Đó. Thì cái đầu từ của nó phía trong này còn rất là mới cả nhà ha. Dạ, còn rất là mới. Đã được cân chỉnh hoạt động hoàn hảo rồi ha. Đó thì bây giờ cả nhà mình sẽ nhìn cái bề mặt của nó, cái phía mặt ha. Thì khác với những con khác thì thường thường nó có hai cái tay. Con này thì không có tay. Bù lại thì nó là có cái miếng nhựa ở đây. Thì con này nếu mà bác nào thích thì có thể lên vỏ gỗ ha. Dạ. Yeah. Mặt thì đẹp rồi. Dạ. Yeah. Hoạt động thì hoàn hảo. Ruột gan của nó 7 màu coi nha. 7 màu ha. Đó, đây là con Tech C2. C2 đợt này giá nó tốt lắm cả nhà. Dạ. Nếu mà cả nhà mình mua cả đầu và khiển thì hiện tại giá nó chỉ còn có là 14 triệu thôi. Còn nếu bác nào lấy đầu không là 12 triệu 500 nha. Dạ. Hoặc là lấy khiển không thì là 2 triệu. Nhưng mà đầu kèm khiển thì là 14 triệu cả nhà. À quên em, đúng rồi, 14 triệu. Giá trên đã bao gồm phí ship cả nhà ha. Con này nó nặng 13-14kg á. Đó thì đây là một cái đầu Tech C2. Phần thông tin về các cái nội thất của nó phía sau thì phía trong thì em sẽ quay cho cả nhà ở phía sau clip ha. Em đang giới thiệu đến cả nhà mình đầu Tech C2 ha. Chất âm rất là dày. Con này chơi cassette thì khỏi chê rồi. Chất âm của con Tech không bao giờ mình làm mình thất vọng ha. Con này mỗi khi mà bật lên nghe lên là rất là thích cả nhà. Giá hiện tại là 12 triệu rưỡi cả nhà ha, nếu mà lấy đầu không. Ở phía trên này đó là một con Akai GX7-15 hay la mã cả nhà ha. Hôm trước em về một con cũng đẹp, thì con này cũng đẹp như con đó cả nhà ha. Đặc biệt là 7-15 xài nút cảm ứng và có đèn. Các nút này nó đều có đèn. Và khi mình để ở chế độ repeat on thì nó hát xong thì nó sẽ tự động nó trả băng lại ha. Và nó lại hát tiếp cho cả nhà mình. Đây là con Akai 715 hai la mã cả nhà ha. Nội thất của nó thì em sẽ quay ngay sau đây. Đầu từ còn rất là mới, đã cân chỉnh hoạt động hoàn hảo cả nhà. Đã cân chỉnh hoạt động hoàn hảo cả nhà ha. Cả nhà mình nhìn lại một lần con Akai 715 hai la mã cả nhà ha. Hai cái đèn VU sáng rực rỡ, rất là đẹp cả nhà ha. Các cái mặt không một vết xước đó. Sau khi mà nó hát hết thì nó sẽ tự động nó trả lại nè cả nhà ha. Nãy giờ cả nhà mình thấy không, em không có bấm gì nha, nó tự động nó trả lại. Và sau khi mà trả hết băng thì nó sẽ hát lại cho cả nhà mình một mặt thôi cả nhà ha, một mặt thôi. Còn cả nhà mình muốn muốn nghe mặt sau thì phải trở cả nhà. Đây là cái nút repeat ha, nút repeat on. Khi mình bật chế độ repeat thì nó sẽ hát đi hát lại ha, một mặt đó cho cả nhà mình. Còn các cái nút này thì đều có đèn và cảm ứng cả nhà ha, rất là nhẹ ha, bấm rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi, thì mình sẽ đi xem cái thông tin này. Đây là cái khung sườn của con 715 cả nhà ha. Khung sườn còn 7 màu nữa ha. Đó. Ruột gan ở trong này nó còn đẹp lắm. Đó. Đây cả nhà ha. Đó. Mấy cái này nó còn vàng ha. Cái khung sườn này cả nhà. Đó. Quay dưới ánh đèn trắng ha. Dưới ánh đèn trắng á, em mà quay đèn vàng thì nó càng đẹp nữa. Đây là đèn trắng ha. Đó. À, bên hông rồi cả nhà. Đó. Sexy đẹp không? Rất là đẹp ha. Dạ. À. Ốc nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp ha. Các cái con ốc ở phía trong này còn rất là đẹp này. Rồi, đó là con 715 cả nhà ha. 715 hai la mã. Con này thì
Đây sử dụng điện 100V ha, công suất tiêu thụ điện là 24W. Cái số seri của nó thì nó bị mờ rồi cả nhà ha. Đây là hai cái chân cắm ha. Mình có một cái đường là line out. Đây là đường out để xuống âm ly cả nhà ha. Còn đường này là đường vào để mình ghi, nếu cả nhà mình thích ghi. Đầu em bán ra là ghi đi tốt phát tốt cả nhà ha. Phía dưới này là con tích C2 ha. Con này có cái số seri rất là đẹp cả nhà. Số seri của con này là 4479 cả nhà. 4479 ha. Và cái đường mà mình cắm cái dây khiển là cắm vào đây nè, cái dây khiển á cắm vào đây. Đó là thông tin phía sau của con C2 cả nhà ha. Đây cái nắp lưng của nó rất là đẹp ha. Nắp lưng rất là đẹp. Nắp lưng đẹp lắm. Còn con trên này là con 715 hay là mã. Đó, nó sau khi mà nó trả xong thì nó sẽ tự động nó hát lại này cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó. Cái đèn này, cái đèn đếm số này của nó là đèn dạ quang cả nhà ha. Thì ban đêm thì nó sẽ hiện màu xanh lên cho cả nhà mình. Tắt đèn lên thì mình sẽ thấy nó sẽ dạ quang. Đó. Đây là 715 La Mã. 715 La Mã con này giá em bán ha. Con này đẹp keng. Dạ. Cân chỉnh rồi, bao ship cho cả nhà mình là 6.900.000 cả nhà ha. 6.900. Đầu đẹp ha. Con này đẹp y chang như con hôm trước. Đó, rất là đẹp cả nhà. Ở phía này là dưới này là con C2 12.500.000 ha. Nếu mà lấy cả khiển nữa thì là 14.000.000. Có sách khiển kèm theo. Còn nếu cả nhà mình không lấy khiển thì là 12.500.000. Giá rất là tốt cả nhà ha. Dạ, giá tốt lắm à. Thời điểm này là thời điểm mà các bác mà nên mua sắm ha. Dạ. Giá hiện tại nó đã rất là tốt rồi. Theo dự đoán thì kinh tế của cả thế giới và kinh tế Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi từ quý 3 cả nhà. Thì qua quý 3 thì có thể là nó sẽ giá nó sẽ không còn tốt như bây giờ nữa ha. Bây giờ là tốt lắm rồi cả nhà. Dạ. Em đang thử bằng hai cái băng Marcel. Băng Marcel mà em đã ghi nhạc rồi ha. Cuốn này là cuốn Tìm Mãi Thân Yêu này, có giá 250.000 này, Marcel Gold. Ở dưới này là một cái Marcel Full Gold 46 phút cả nhà. Em chưa ghi gì hết, hàng Nhật về còn tiếng Nhật ở trong đó chưa ghi gì. Rồi. Em sẽ quay cái nội thất của con C2 cho cả nhà mình xem nha. Dạ. Rồi, trước khi mà đi quay nội thất thì em mở cái đầu từ của con 715 2 La Mã cho cả nhà mình xem ha. Đây ha. Dạ. Mới lắm cả nhà ha. Rất là mới. Đây là cái nắp lưng của con 715 2 La Mã cả nhà ha. Đó. Nắp lưng cũng rất đẹp. Con này là máy đẹp ha. Máy đẹp cả nhà. Sức đẹp keng, đẹp keng. Rồi, khung sườn của con C2 đây cả nhà ha. Đó, sắc xi còn 7 màu. Đó. 4479 cả nhà ha. Đó, số 79. Đây là các cái bộ phận cơ của nó cả nhà ha. Đây. Các cái motor này còn rất là đẹp này. Đó. Ốc thì cũng thế ha. Nó có tới 2 tầng vĩ mạch cả nhà ha. Đó, một tầng ở trên này và ở dưới đây thêm một tầng nữa nè, 2 tầng. Đó, một cái máy cassette mà nó gấu ha. Đây là một cái vĩ mạch đứng nè. Đó. Biến thế xuất âm nè, khung sườn ha, quá đẹp. Chúng là một cái máy chất cả nhà, chất từ nội thất ha, cho tới hình thức, cho tới chất âm. Cái gì cũng chắc hết. Đó, và các bác nào mà chưa có sở hữu cái đầu cassette hoặc mình đang có sở hữu một cái đầu nào mà nó thấp thì nên để tiền ha, mua chơi một con C2. C2 là một con mà tiếng nó rất là dày dặn, dày tiếng. Âm thanh cũng như chất âm và giá tiền nó là hợp lý cả nhà ha. Dạ. Đó. Em thì đảm bảo cho cả nhà mình trong đây là nguyên bản hết ha. Những cái con cassette này thì mình chỉ xử lý cơ thôi. Cơ về thì xử lý thôi, vệ sinh dây rồi dây cura mà có
Nhão thì mình thay, chắc chắn là mình phải thay cái dây nó đúng chuẩn rồi cả nhà ha, thì nó mới chạy tốt được. Đó. Với cái này thì nó cassette thì cả Việt Nam mình audio chơi mấy chục năm rồi, cho nên là mấy cái đồ này thì nó dễ dễ xử lý. Chúng nói chung là nếu mà cassette nó chỉ có bị là bị phần cơ thôi. Đó, phần cơ là cái phần mà đáng chú ý nhất. Với một cái con mà nó còn mới như thế này thì mình không phải lo ha. Máy móc còn mới. Những cái con mà 250 từ đời 78, 79 ha, mình vẫn còn xài tốt được. Mấy con này đời sau cả nhà. Máy móc mới. Rồi bác nào quan tâm thì alo giùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.